là một cái tên mang ý nghĩa tốt lành, những điều tốt đẹp, may mắn trong cuộc sống, giúp mọi người cảm thấy an vui hơn, hạnh phúc hơn, có ý chí phẩm hạnh tốt lành. Đó là sự biết yêu thương và san sẻ, giúp đỡ mọi người. Người tên Lộc là người luôn may mắn, có quý nhân phù trợ, số phước lớn, luôn gặp nhiều niềm vui bất ngờ, dù có bế tắc đến mấy thì cũng sẽ vượt qua. Thần Phật giúp vượt qua sóng gió trong cuộc sống, đầy may mắn và điềm lành, làm cho cuộc sống của mỗi người trở nên bình an hơn, thuận lợi hơn trong mọi việc. Người tên Lộc là chỉ ý quyền lực, đứng đầu trong một tổ chức tập thể, có giá trị và mọi người tôn trọng.